下，为朕独尊。天上天下，为朕独尊。天上天下，天上天下。Chắc có game này ra trước Liên Quân mà chắc có không không có coi rồi. Con Nako là như đặc biệt của bên Trung Quốc làm, nhưng mà nó không có làm bên đây làm tướng khác. Nói chung là không có, bên đây không có sát thủ, có nhưng mà sát thủ loại kiểu khác, hiểu không? Nako là như là con đó đặc biệt á, thấy lạ nhất luôn á. Welcome at this moment. Phong Càng. Papi đâu rồi? Má tập hợp chính giữa rồi. Đồng đẩy chuyển. Con này giống như Vân, đúng rồi. Không mà tôi thấy con này lợi hơn con Vân. Con Vân đi xuyên đinh mình dở lắm. Con này là bạn coi con này chơi kêu nè. Đó, cháu một lúc 3-4 tên luôn. Còn bên mình choáng có tên nè. Choáng. Nè, choáng 3-4 tên nè. Skin nó cũng xa, dễ chơi. Kêu mày về, cho mày về, mày đéo về à? Mua à? Mua à? Kêu về, không về. Để chữ. Thank you.
知道自己怎么死的吗？来，马上就告诉你。没兴趣找我？谁啥玩意？啥玩意还买？啥玩意还买？啥玩意还买？Yon a gato, long and has been slain. You come Killing spree. Hey, 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 Enemy has been slain. 我就是法律的化身。还有我 save 的话，就看灵光 mobile 得好。còn game này đồ họa hơi giống như một hình thôi. chứ không phải là chơi nó dễ.mất dạy hả mày? nó.Này là cái khối gì đồ đập anh? Killing spree. Đúng là chơi skin nhiều là ngon hả? Còn phải là kỹ năng nữa nha cưng. Cool.Your team has destroyed a turret. Unstoppable. Địt mẹ cái game này không có nhóm hay sao? Địt mẹ mày là sao? Không có nhóm là sao?AD còn nick nào không? Bạn tạo cái chat rồi chơi thôi. Tạo còn đâu cần phải tạo cái làm gì cho mệt. OK. Ý, sư thủ. Đó. Cái đó là trong những tướng sát thủ á.Tôi sợ tướng thứ nhất tạo quay chat á, tạo quay chat đi không, bạn tải phần mềm quay chat rồi xong rồi tạo nick quay chat lẹ lắm, đấy bấm số điện thoại là tạo được rồi. Ai kiếm kìa, ra ngoài có khách kìa, ra ngoài có khách kìa.Triple kill, phải chưởng. Enemy double kill. À, ý là kêu lâu tướng. Trời ơi, nick này nó chơi có hai tướng à. Nghĩ sao vậy?
hai tướng mới mua luôn á, mới chơi luôn á. Mấy dạo này toàn luyện liên quân không à, đối chơi luyện game này đâu. Ở đó cũng có tạo nhiều nick lắm nhưng mà mất rồi. Cấp 6 Châu là thuộc dạng game nó giống như Liên Quân hiểu không? Nó cũng có vào group nhưng mà chán lắm, không có ai chơi, không ai coi chứ nữa. Nó sát thủ ghê, sát thủ của nó đó. Sát thủ game này mạnh lắm. Ai kiếm kìa. Cô mãi Enemy unstoppable. 想知道自己怎么死的吗？来，马上就告诉你。我娘们有呢。发起进攻。死者也会开口说话。Your turret has been destroyed. My God. An enemy has been slain. Double kill. 为无辜者代言。An ally has been slain.噔噔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 噔chúng mới vãi anh với mấy tụi lao con người đấy, con người bẩn dở lắm. Hình như có nó có tướng, các tướng này ngon vãi. Biết tướng này không? Tướng này giống như tướng Gilu á, biết không? Gilu chơi thử anh em coi nhá. Dạ à, cái này trang phục lộn. Trang phục đẹp vãi. Na đâu rồi, tướng rồi. Cái này là giống tướng Mina nè. Đó, Mina. Mina, này đàn ông, Mina bên mình đàn bà. Con này là Managa, con độc á. Độc đẹp trai không? Độc bên mình xấu quá. Càng cao cấp càng khó. Ờ đúng rồi. Bên mình như con này chưa có gì á. Bên mình cũng có. Này cũng không có. Này sắp có. Bên mình sắp có. Bên mình không có. Bên mình không có. Con này Faker thường chơi con này nè. Không có luôn. Đi. Xin chào anh em ơi, đẹp trai chưa?
chơi solo nhờ. Ý, solo với gái anh em ơi. Wow, gái đẹp quá. Gái rất là đẹp. Vô nè. Đục gái lẻ ta. Chơi gái là phải chơi cái con nào nó trâu trâu. Này đi. Không thể nhìn con gái được. Đó, thấy chưa, Managa đó. Con độc á. Với cái cung thủ chiến đấu. Trận này chắc phải nhường gái thôi. Gái đẹp quá mà. Cả cái hình này nhậm mê luôn. Nói thiệt chứ được thích gái Trung Quốc. Gái Trung Quốc nó đẹp. Solo á, thường thì solo ta chơi tăng không à. Ok. Có lẽ chơi con này bữa. Đừng lẫn vui vui một chút được không? Muốn sao? Muốn vui sao? Chết nè con, chết nè con, chết nè con, chết nè, chết. Vãi chữ. Không nhìn gái đâu. Gái đẹp cỡ nào cũng không bao giờ nhìn. Anh em muốn vui chứ vậy. Tại kênh này là cái kênh của ta. Đọc ngược kìa, có anh em đọc ngược kênh kìa. Vương giả vi diệu nha. Máu, máu, máu. Máu, có máu không? Ngon. Con độc rất là mạnh. Không phải là mạnh theo kiểu gì mà mạnh. Ông nội, nhân vật đang chơi là con gái. Thiệt đó. Lát cho coi hình nhá. Gái đẹp kìa, gái lắm. Nè, chơi nè, solo nè, solo con gái nè. Ú, ý. A, I, E, E, O, I, A, A, C, F. Gái mảnh vừa lờ. Biết là con trai nhưng mà người ta đang chơi á. Biết không, cái người đang chơi ghe, đang chơi cái con đó, đó là con gái. Đẹp gái lắm. Nhìn mà mê luôn á. Nãy anh em coi lại đi, tua lại đi. Đang chơi chung với con gái, đẹp gái lắm. Nhìn mà giống như Hanato Yui. Ngu người. Tự nhiên, tôi ngu lắm mà. Tôi là thánh ngu, đại chủ ngu. Chết nè mày, chết nè mày. Chết nè. Các bạn nói chuyện. Sao anh biết? Tự nhiên, lát coi hình như gì biết. Gái đẹp lắm. Ông có con Asia không? Không. Không có nha, mới chơi mà. Để lên cao. Rồi sao? Thôi nhường cái xíu. Chơi mà đánh đá gái đầu quá. Gái AFK nó mất công. Tội gái. Lên đi gái. Gái ơi ăn đi nè gái ơi. Yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Gồm gái gồm mạnh lắm. Gái mạnh hết sức mạnh luôn. Đại gái. Trời ơi, đàn ông nào trả về gái em. Ồ, nhường gái nó ổ ngã ghê chưa. Ôi gái đánh văng văng búa lù xù. Ê, lỡ bắn chết rồi. Tội ghê. Tội em ghê thật chứ. Anh đứng yên cho nó giết. Trời ơi, dễ luôn á, anh em dễ luôn á. Thử đây, thử đứng yên cho nó giết đây. Ờ, gái nó ngu lắm. Nói nó nghe được, nó giết thì chết. Hơi nó ở bên Trung Quốc á. China, Made in China. Em đánh á, đánh về. Em đánh á, em đánh mạnh vô. Tim anh vẫn đau như thường. Mừng rồi, khóa chí rồi. Nhường mạng thôi nhá. Hai mạng rồi, nó cướp ăn hai mạng rồi. Thấy gái làm mơ. Đàn ông nào chào vậy? Hỏi cả thế giới đi, thấy gái ai chạy cái mơ. Bắn cậu gái thấy cửa. Không biết nè, mất chạy không mày? Đi, choáng em choáng rồi. chết gái rồi. gái châu vãi. Nhường cho em nó đi. Đầu hàng á, cho em vui á. Defeat. Solo tiếp nào. Vâng tôi tôn lần tôi tôn lần tôn 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 tôn. Thanh niên cứng. Vãi cái thanh niên cứng. Này cho coi nè. Đó, đâu rồi? Đây. Đó. Cái này là cái gì? Đố anh em. Cái dấu cộng là cái gì vậy ta? Con gái hay con trai? Đố anh em đó. Con trai, con gái đúng không? Cộng là con gái, còn cái mũi tên là con trai, hiểu chưa? Đó, được em gái rồi, cua liền. Yeah. Đâu, kiếm thêm xem, chơi xem có con gái nào không? Ừ. Tiếp tục nè. Thằng nào ta? Khiêu chiến chơi chơi đại ca mà. Đại ca này hả? Đại ca này, đại ca này đại ca đi. Nhạc robot. Nhạc robot mà nhạc gì? Không biết đâu. Tưng 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 tưng. Anh thấy được chú em mấy, tội em gáy ghê. Con nhóc hả? Nhóc già lắm, chơi rồi.
Đánh mặt cho con. Ê, anh này biết chơi á, ghê lắm, anh chơi ghê lắm. Anh chơi ghê vãi. Chóng nè. Chóng nè, chóng nè. Chạy rồi. Không biết chạy rồi. Wow 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 wow, chết nè. Mất dậy đục quá, né ghê ta. Giỏi, giỏi, né giỏi cưng. Cưng né giỏi hà. Con này giống Ami trong vùng gấu bông quá, nhưng mà có điều không phải. Nó chỉ giống phép lửa thôi. Về hồi máu kìa. Em đây anh ơi. Em ở đây anh ơi. Giống ở đây anh ơi. Em ở đây anh ơi. Hụt. Mới 1 tuổi à. Anh em thông cảm. Cái đù. Chưa chết nữa. Thôi nhường cho em á. Còn đó là như khúc cuối mạnh lắm á. Ôi trời. Nãng, nãng, nãng. Nãng vô cưng. Lòng ta suy nghĩ khác khi trong tim tình lòng mê say mà cho có mấy cười mê 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 phá nát kiểu gì vậy bác? Phá nát là sao? Phá nát là sao nha? Một đều rồi. Con này chơi như không có tốn mình ha phải. Con kia chứ không phải game mình. Cái con Alakunda cầm hai khẩu Alakunda cao bồ á. Cao bồ, này thì cao bồ. Này thì này thầy cao bồ. Cái này nó ngu thôi chứ không phải là nó khôn. Cái này không phải là chửi Trung Quốc nhưng mà cái thằng này giống Việt Nam mình quá. Việt Nam mình nó ngu sẵn rồi. Nước Trung Quốc cũng ngu theo. Quả chửi. Không Việt hóa được rồi. Tuy nhiên chuyện Trung Quốc mà Việt hóa gì bạn. Ý là chơi mấy tướng chơi vui vui mà. Chết nè. Nên chết à. Tội em quá. Tội em may quá đi. Vô mày. Nào vô kiếm ăn mày. Kiếm ăn nè mày. Nhào vô kiếm ăn mày. Nhào vô kiếm ăn mày. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn mày. Mày chắc thằng đàn ông phải.
chơi giỏi mà, người chơi giỏi mà, thấy rồi đó. Giống là cây già, cây giống ngu hả mày, ngu hả lì hả mày, à con này giống là cây già đúng rồi, hơi giống hơn. Tại vì biết sao cái con Nataya bên kia bên mình á, đồ hàng lẹ vậy, trời ơi chưa xong mà tội ẻm ghê, tính mình tính đồ hàng rồi. Tội ẻm ghê dễ sợ. Solo tiếp. Gặp nữa, gặp nữa, gặp nữa. Gặp nữa chơi con nào ta? Người máy ở đây, để trai chưa? Cất lại, cất lại, cất lại giống như cất cung quá ta. Ồ, tổng cung luôn, vãi chữ. Nó, gây chưa, gây chưa, gây chưa. Con này con gì ta? Phi tiêu, đúng rồi, nhớ rồi. Con này giống như con cáo bên mình á, các bạn biết không? Cái con sóc sóc nhỏ nhỏ xíu à, nó lăn lăn á. Con nó con gì quên mất tiêu rồi ta, cáo, nó giống một con cáo vậy á. Xem là một tay can thảo, chúng tin chúng tư. Còn đó là tiên hay đi gần á, không ai biết à. Đó, hai đi lần đó, nhớ không, nhớ không, nhớ không. Con ti bắn 4 lần là mang sát thương đau, rất là đau, hiểu không? Ua, e dồ. Đó, một lần đó, bắn thêm 3 lần, 4 lần là sát thương rất là đau. Đã từng bị rồi. Khốn đá, khôn lắm, anh này giờ anh khôn rồi. Được. Vô mày. Ý, nó rồng rồi. Rồng thành cao thủ à, ngon. Ta ta ta, ta ta. Một đều à, này thì náo với anh. Nên nồi này. Con kia giống cho đi. Ờ đúng rồi, giống á, y chang luôn. Nổ. Vô mày, ăn trầu lắm, vương giả viên diệu, ăn trầu lắm nhờ. Vô mày, ra đây kiếm tiền ăn nè, con. Ê, tội ẻm ghê.
Con ta ra bên này sát thương ít lắm mà con ta ra bên đây sát thương nhiều ghê luôn. Sát thương con này hơi bị đau á. Chạy là thương sắc, còn nó ghê lắm. Anh ơi, em ở đây nè anh ơi, vô đây anh ơi. Ở đây đánh em nè anh ơi. Em ở đây nè anh ơi. Em ở đây nè anh ơi. Vô anh ơi, vô đây với em ơi. Ủa em ghê. Này đừng nói thiệt nha, mình mới chơi con này luôn á. Chứ không phải là chơi lâu đâu. Mà do gì? Tại kỹ năng á, do kỹ năng yếu quá đó, mới vậy đó nha anh em. Con này cái gì vậy? Con này có lúc sau vào đấu luyện test tướng đi. Cần chi tôi mà sợ gì, tướng nào tôi cũng biết chơi á, quan trọng là chơi hay không thôi. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Buồn rồi, anh càng đi anh buồn rồi. Còn 81 giây. Đầu hàng cho anh vui ha. Đầu hàng cho người Trung Quốc vui ha. Người Trung Quốc rất là buồn. 70 giây nữa. Gần 1 phút. 67. Ăn chủ nhà nó đã là tính tiếp. Nhìn hết lên rồi. Ổn lên rồi. Bốn mươi ba bốn sắp đầu hàng được rồi. Quốc lo sợ gì nó, má chủ bắn đầu lại chữ mười sáu. Nghe chưa? Go 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 go. Rất là đau. Công nhận luôn. Đầu hàng được rồi. Test tướng nào đó ta? Nhiều tướng quá. Không biết test tướng nào hết. Sao lại gà gà? Cái này là giống như là các bạn không biết rồi. Đánh thắng á, thì không được nhiều đâu. Đánh thua cho rồi. Hay là khinh thường địch, hiểu không? Hiểu không? Khinh nó để nó tâm phục khẩu phục. Nó mới biết mình yếu. Chỉ là những người thông minh mới biết vậy thôi. Để cho các bạn cứ này đi. Đó. Solo á, tăng á, thường là 80% là chiến thắng solo nha. Mấy tướng kia thường hay yếu lắm. Nên thế là solo là các bạn chơi tăng ngon nhất. Rồi, thế lực ai chọn nè, con này giống con này gì? Đố các bạn, con này giống gì nè? Mất chuyện hả mày? Mất chuyện hả mày?
mất vậy hả mày? Rồi, ảnh chơi ghê, rành luôn á, chơi, chơi nhìn tâm phục khẩu. Ủa, nó chế rồi lẹ rồi. Ủa, mạnh dữ. Mày không có ý nha, em không có ý nha, do ăn gà thôi. Ăn skin của nó. Không thực để cho nó ăn. Haha. Nì nù nì nà, nà nì nù nì 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 nè. Nì 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 nì. Nè, chấp nó nha nghe em. Nãy em nghe thấy rồi đó, chấp nó nha. Nó còn một máu rồi đó. Chết chết mày nè con, chết chết mày nè con, chết mày nè con. Con này ngu nhờ. Đánh dở quá. Dám dẫn mặt cái trâu, ha ha. Loại chữ. Mày nghe nói gì ta? Cho China combo đi. Ok. Ăn chủ nó nha. Yên tâm đi, đó khúc cuối tôi đặt hàng mà lo gì. Đâu có thắng được đâu. Còn 190 giây nữa anh em ơi. Chúng ta sẽ chơi cái trò, cái trò khinh thường địch. Này giống Garen không anh em? Y chang luôn á. Nhìn nó giống Garen y chang luôn, 100% là Garen. Tại vì nó chỉ cần nó đứng yên 5 giây là nó hồi máu cho mình rồi. Garen trong liên minh huyền thoại á. Chứ liên quan gì rồi, chưa thấy. Ác không? Anh em thấy tôi ác không? Tôi quá ác luôn. Thôi. Tôi ác nhất thiên hạ luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn bánh rồi. 133 giây nữa. Tôi nhường lắm rồi đó. Má lạnh quá. Nhường nó nửa cây máu à. Ok. Nhường nửa cây máu á. Đánh đi. Đánh đi. Để. Đấy, đánh đi, đánh đi, đánh cho nhiều vô đi. Đánh nhiều vô đi, đây nè. Bình thường. Quá bình thường. Quá bình thường. Cái này rất là bình thường nha anh em. Đó, đứng hồi máu sẵn cho mình đó, thấy không? Nghe thấy không? Châu. Đương nhiên. Châu vậy mới cân tem được chứ. Nó đánh nửa khúc máu của mình luôn mà đánh còn lại mình. Để chữ. Đây là ảnh ra, ảnh ra. 59. Chán vậy cạch như đánh với máy ở chế độ dễ vậy. Đâu, do người này nó mạnh quá. Ủa ghê chưa, mạnh chưa. Chạy thôi, chạy thôi. Solo nghe em, solo ha.
Sợ gì? Sợ gì? Sợ gì? Shut down. Chào luôn rồi. Ăn chủ nhà nó đi, tôi đầu hàng. Game Vương Giả Vi Diện nha anh em. Game này là của Trung Quốc. Và tôi đang đánh với máy ở cấp độ khó, cấp độ cao thủ. À, tôi đang hành hạ máy rất là ghê gớm. Này thì đánh ngay này. Này thì đánh ngay này. Thôi sạch binh đi, bác tối còn mẹ. Trời ơi, binh tôi trâu lắm anh em coi ơi. Đó, nãy giờ mới hết có phần trăm binh rồi đó. Dễ hoài. Máy tôi trâu nhất thế giới, hiểu không? Ghê vãi. Chạy thôi. Hả? Đi học gì? Mình thổi gỗ hả? Như tôi thấy ở ngoài á, tôi thấy ở ngoài. Ở ngoài á. Nó kêu ông sùng á, ông điện thử đi. Chơi game gì đây bạn ơi? Vương Giả Vi Diện nha bạn. Chết mẹ con. Nhường vậy á, nhường vậy đánh mới đã. Chơi game tên gì đấy? Vương Giả Vi Diện mỏi miệng rồi. Tên gì cơ? Vương Giả Vi Diện. Vinh Diệu chứ. Vương Giả Vinh Diệu đúng không? Vương Giả Vinh Diệu. Vinh Diệu nha. Vương Giả Vinh Diệu. Search trên YouTube là có à. Đừng nói nó không biết search thôi. Lỗi thời à? Lỗi thời. Đâu, livestream được không? Livestream được. Vương Giả Vi Diệu đó có kìa. Hả? Phải like chim ok bạn. Không, chưa like chim. Like chim hả? Like chim. Đánh với máy tiếp nha anh em. Một dáng nữa. Đánh với máy tiếp xong rồi đánh gì ta. Ừ, chế nào đây. App có không bạn? Không nha bạn. Game này bạn phải tải qua bên web Trung Quốc tải nha. Bạn search trên YouTube nó chỉ cách tải cho các bạn. Bữa tôi có nick kia kìa. Tôi có được con tướng nè. Tôi được cái trang phục luôn. Phê. Ai ngờ đánh phế như vũi á. Nhìn đẹp thiệt nhưng mà đánh phế lắm. Người chơi thử cái này bữa. Lạnh quá gì ơi, tắt máy lạnh đi. Trời ơi, có 29 máy lạnh chứ ta. Máy lạnh nó bị khùng điên. Con này giống như con Vega đúng không vậy? Con này con này với trái tim á. Đúng rồi, đúng rồi, nó đó. Vera hả? Vera. Vera. Ờ đúng rồi, con Vera. Con này không biết giống con nào. Da 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 da. Nó không phép rồi anh em ơi. Vãi trưởng đó.
Đây nó kìa, nó kìa. Vui vậy chủ. Ừ, á. Má nó bị gì ta? Hay là vô đây nó muốn chết kìa. Ok, cho chết luôn. Cho chết hoài luôn, chết liên tục luôn. 268. Đầu hàng nhỉ? Tôi chơi solo toàn đầu hàng không à. Lâu vãi. Lầy hâm mọi. Nè, đứng rồi đẹp không? Nè. Vú bự ghê vậy chủ. Có anh em nào khi đang đấu nhau mà đang đứng im tán dóc không? Chúng tôi đang tán dóc với nhau. Rất là vui. Đang đùa giỡn. Đang đùa giỡn với máy. Em ơi, đi đâu vậy em? Hít sọt. Hít sọt em nhá. Em ơi, anh đây là em ơi. Lại chơi anh em ơi. Quá chứ. Em chạy về rồi, tùy loại. Em đâu rồi? Em ơi. Anh ở đây nè em ơi. Nói đi chơi anh nè em ơi. Ui. Hỏi làm gì? Em ơi. Anh đây nè em ơi. Em ơi, các bạn coi mấy bản comment trước là các bạn biết nha. Phải chơi buồn quá. Chơi rất là buồn. Thôi kệ, đầu hàng lại cho lẹ.
cùng dự với bạn. Cái này là gõ, là ta gõ là nhường, hiểu không anh em? Nhường là nhường cho nó đi. Tôi chơi solo toàn nhường anh em không à, yên tâm. Hả? Gì? Bé Bi rồi, gặp bé Bi rồi. Ăn cái game tên gì vậy? Vương giả vi diệu nha bạn. Vương giả vi diệu, đúng rồi. Nãy tính test tướng này không có cơ hội test. Đù. Gặp anh Châu rồi anh em ơi. Đó, hơi bị khổ rồi. Gặp Châu rồi. Châu bò. Gặp Châu tên bò. Người ta đọc lại là Châu bò. Hoàng者荣耀，有手肌肉比头脑管用。敌军还有三秒到达战场，全军出击，全军出击。Chơi lâu chưa mà tướng của vậy bạn? Mới chơi à bạn ơi? Mới cách đây cỡ tháng à? Nó đủ nó già nó mất dễ luôn bạn ơi. Ôi iPhone tải được không bạn? Được. Được nha bạn. Mình có đánh mạnh quá hay không mà sao nó yếu quá vậy ta? Nhớ là tướng nó trâu lắm mà. Kìa kìa. Nhường cho mày miếng máu á, lẹ mày. Lẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Anh huấn luyện cho mày. Mật khẩu chơi lên 26 không chơi nữa. Không nói gì. Nói dài quá đọc không kịp nha anh em. Tải sao vậy? Đưa thấy lên toàn chữ Trung Quốc phải không phải không? Mới không tải. Mình chơi toàn Trung Quốc không à nè. Trung Quốc không à. Dễ thôi. Các bạn coi à, cái này huyết kiếm nè, thấy không? 15% nè với 25% hút máu à. Đó, huyết kiếm nè. Còn cái này là cái cây đam giống như bên Liên Quân mình á. Nhớ không? Còn cái này là gương vô danh, tên nó là vậy. Anh yếu mà anh đi solo phải trưởng anh. Đúng rồi anh, đúng rồi, giết em mạnh vô. Đúng rồi, giết em mạnh vô. Đất này dùng IP mà không có IP tải. Nói dài quá ta. Nói ngắn gọn thôi. Cho mình trả lời với. Chứ mình bà tám mình đây giống như thằng khùng luôn. Mọi chữ nó còn sống rồi em ơi. Vô rồi, vô solo rồi. Ui, kêu, chị cuối luôn. Hai phát. Ba phát. Chạy rồi, ba phát chạy rồi. Ba, bốn. Chiêu này giống như con cung ha. Chắc con này kết hợp vừa cung với vừa kia. Đó, có bạn giúp các bạn kìa. Yeah. Cái gì con? Tiếng điện mày chạy đâu? Chết mẹ. Bắn. Hit shot. À, mình đã có cái gương vô danh nha các bạn. Gương vô danh tăng 60 công vật lý, 30% gì đó, 30% gì đó. 30% tốc độ đánh, khoảng 10% tốc độ chạy, vài chữ. Có anh ta, đốn mọ. Anh nghe được tiếng thiệt.
với chua solo nha anh em, solo thôi, sợ gì nó. Solo không lại rồi, trâu quá mà. Lặng quá đi thôi, tắt máy lặng đi, tắt đi, lặng quá. Mỗi phần lặng chi 4 lần 100 bình. Chết mày. Chết trò. Bạn gọi tiếng Tina nhỉ. Nhớ mà chơi hoài quen à, giống như các bạn ở nước ngoài, các bạn cũng quen tiếng nước ngoài à, đừng lo. Em bé mà còn sinh ra còn biết tiếng nước ngoài dẫn hoài mất dễ mày. Chạy đâu cho thoát. Chết rồi. Người ta gọi là đột kích. Đầu hàng nha anh em, đầu hàng tiếp. Nãy giờ như đầu hàng 3 trận này phải. Trận thứ tư. Ăn trụ xong đầu hàng ha, cũng được. Ăn trụ. Cái chỗ của đội hàng luôn cũng đâu có nhiều, nó công nó tử mình kinh thường nó giết nó luôn ha, giết nó đi mình để cho sống. Yeah. Giỏi tiếng China mà chịu tí. Mình đâu có giỏi đâu, mình gà lắm. Tiếng gì dễ à, con à. Cái gì vậy? Nó mới chơi rồi nó hướng dẫn mình nữa không. Cái này nè, đấu răng nè. Đó, các bạn phải có 5 tướng mới được đấu răng nè. Đó, vậy thôi. Đéo gì vậy. Còn này là đấu màn vui lắm, đấu màn để kiếm tiền với kiếm kinh nghiệm thôi mà. Chơi thử nha em coi, cho cái link bạn ơi. Link gì trời, biết link gì đâu. Lên YouTube tải, lên YouTube bạn search chữ vương giả vương giả viên diệu nha bạn. Lên trên mạng search vương giả viên diệu là nó cho các bạn liên tải, cho liên việt hóa luôn, như có liên việt hóa mà đúng không. Có liên việt hóa. Đánh đi. Yeah. Ghê chưa. Yeah. Lão không mày. Yeah. Yeah. Đúng truyền thống game Trung Quốc luôn. Để game Trung Quốc thường chơi thì hay có màn. Liên việt khóa hả? Liên việt khóa hình như là các bạn tải, các bạn bấm vương giả vi diệu việt khóa là nó có chữ à, nó có trò à. Ui vô bự chết sớm cái gì vô bự ơi. Má dũng bự ghê. Má hơn 2 trái cam. Ôi vô mặt là sướng biết mấy. Thắng rồi. 3 sao luôn ghê chưa. Đúng rồi. Này là phương ngọc. Và lờ cấp 8 à, bạn ơi chở ngọc à.
Ok, cảm ơn. Cái này là đấu với máy à? Đấu với máy à? Không, cái này đấu với máy. Cái này là đấu đấu gì quên rồi ta? Quên rồi. Có này tùy chọn nè, đấu gì tùy chọn. Nè tùy chọn nha. Còn huấn luyện ở đây nè, huấn luyện. Đánh đánh thử cái tướng ở đây, test tướng. 3v3 đi. Phải đấu hỗn loạn ta, đấu hỗn loạn. Cái này gì ta? À, cái này là đấu có thể cắm mắt nè, vui vui được được. Các bạn đấu này các bạn có thể cắm mắt luôn, mình thấy mình có thể thấy nó vui vui, game này được nè. Đánh cho anh em coi. Giống như Liên Minh Huyền Thoại vậy. Và trong cuộc đời của mình chỉ có một đứa con gái đầu tiên, đó chính là anh bạn hồi nãy đấy. Cái gì, con nhỏ hồi nãy á, con nhỏ hồi nãy kết bạn với mình. Mình đâu kết bạn với ai đâu, biết ai đâu kết bạn. Chơi tướng gì đây? Châu có người chơi rồi. Cùng đi. Chết. Nói tiếng Trung Quốc không? Tội em ghê. Hi hi. Anh em chuẩn bị nghe tiếng Trung Quốc anh em ơi. Tôi sẽ mở nhỏ tiếng lại cho anh em nghe tiếng Trung Quốc nhé. Tắt tiếng ghi âm để nghe tiếng Trung Quốc xem nó nói tiếng gì. Bên bạn có nữ thiên thần kìa. Bên bạn có cả con ba mắt Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đại Thiên Đại Thắng Tôn Ngộ Không. Trời ơi, bên bạn toàn tem gì đâu không. Nhìn khiếp. Pa la pa la pa pa la pa 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 la pa. Ai vậy ta? Không phải. Đây, đúng rồi. Đây nè. Này đi. Yes. Này chơi phải cắm mắt nha, mới thấy đường nha, chứ không là không thấy đường đâu. Chơi y chang thiệt vậy. Chúng ta đang đi. Sao mới chém nói chuyện ta? Hello, Ashinomoto, Ashinomoto, Ashinomoto. Hello, Voi cái gì? Ok, có tiếng nói kìa. Có tiếng nói rồi. À đù, cái gì? Đù, gặp cao thủ rồi anh em ơi. Gặp cao thủ rồi. Hello. How are you? I'm fine, thank you, and you? Hello. Hi. Gặp thủ. Giỡn thôi. Anh em China không có nói chuyện nhiều ta. Nói tiếng Trung Quốc anh em mới biết hả? Trung Quốc tiếng gì? À biết tiếng này. Hảo. À. Tiếng gì ta? Tiếng gì cái gì? Nó có tiếng gì hay không? Quẩy. Quẩy là hình như alo đúng không? Quẩy là alo. Bố khùng. Không biết. Chết mẹ mày con. Mày tưởng là mày cái gì? Tự nhiên khơi khơi đi ra. Cắm mắt. Đó, anh em thấy mắt chưa? Mắt được trai chưa?
Ở game này có mắt luôn nha. Hi. Hello. Happy New Year. Happy New Year. Hình như là bên mình mà chúc mừng năm mới, hình như bên nó cũng có chúc mừng năm mới. Đúng không bạn em? Đúng rồi. Chết mày này con. Đồ giết tao hả mày? Đồ giết tao mày. Đục ghê chưa? Ghê chưa? Ghê thật. Công nhận ghê. Về về hồi máu chứ không tuần không ra để náo thiên cung nữa, mất công. Ê bậy ở tiếng chỗ xôn xôn lên, tiếng không có tiếng đánh chán quá như đây rồi. Thiên là Tiếc mày. Ông chúng má còn miếng máu, còn miếng máu là nó chết rồi, phải chưa? Nói vậy, đánh vui vẻ nha, leo hạng liên quân đây ba. Tôi leo hạng là nãy giờ tôi rớt hạng không? Em biết rồi đúng. Không chúng đứa nào thôi. Ví dụ thua thua gì luôn. Mình phải cảm ơn anh vì một món quà đấy nhá. Nhưng với càng quét này anh em ơi, tôi chuẩn bị càng quét tem nó này, càng quét thì tôi thấy một đứa đứa nào nữa ra đây đi. Còn gì phải thốn, còn gì phải thốn. Tôi ngủ xong rồi, sao lại giết anh? Tôi ngủ xong. Con này Mina, con Mina đâu rồi? Nãy mới thấy Mina đây. Tiếp mình không? Chúng 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 không chúng đứa nào luôn, phải trưởng. Không à. Thì đứa bay phòng thủ rồi. Đánh phòng thủ luôn. Ghê vãi. À, Mina ghê vãi. Wow, ai thua lòi mặt luôn. Mình ăn là gần hết nửa tem. Chết rồi, chết rồi. Anh em đừng có nghĩ rằng nước ngoài nó cũng giỏi như Việt Nam đâu. Nước nào cũng vậy á, cũng có người khôn người ngu. Đánh dở như cứt vậy.
Đó, giờ đứng im chỗ rồi đó, đâu biết làm gì đâu. À, đỡ mình, cứ đỡ mình đi. Phải trưởng. Ra chưa kịp gì hết, đánh nó đánh lò xịt cứt vô. Đúng là đi lẻ mà dễ chết, nhưng mà đi chung rồi khó chết thì phải. Đâm thẳng vào mình đi, phải chửi đầu khó giá. Your turret has been destroyed. Cái chiêu này thấy quen quen nha. Có vậy là một đứa chết giỡn thôi, đừng nghĩ gì nhé. Cái gì đâu khó với à, công nhận ngu thật ha. Đương nhiên trời ơi, tôi ngu rồi, ngu hồi đó giờ anh biết rồi đó, tôi ngu rồi đó, tôi chơi game nào cũng ngu á, mà tôi chơi chơi toàn chạy không à, nghe thấy tem nào tên nấy thấy tôi phải sợ. Ngộ không nè, ngộ không, không hả mày? Tướng này tôi thấy kỳ cục nhất là con tướng này nè. Biết là các bạn không được điểm hả? Tướng nào ta? Cái tướng nào ta quên tiêu? Cái tướng đó mà các bạn mà chơi tướng đó giống như cái gì vậy? Nói chung không biết phải nói sao. Tướng này cái con nhỏ con gái này không phải con này, nó chết mà nó có thể chạy vòng vòng luôn á thì cục vậy. Hoài em mới điều anh biết là có cái tướng nè, tướng nhỏ con gái á, con gái tóc màu hồng á, nó chết là nó chết thì kiểu gì á, thấy không, thấy nó chết không đó, nó cái xong nó chạy vòng vòng vậy đó, nó chạy vòng vòng luôn, nó hồi sinh bất kỳ ở đâu luôn đó. Mất dạy không à, triple kill, triple kill. Yeah.
quá anh chắc kêu luôn ghê thiệt. Bọn này cao thủ rồi. Không do tên mình gà thôi chứ không phải là cao thủ rồi. Chứ là tôi có thằng đỡ đòn tôi giết mấy người chết hết. Chuẩn hoài. Ê nó không ăn trụ kìa, nó không biết ăn trụ là cái gì á anh em ơi. Úi dùi ui không biết ăn trụ luôn. Vậy thì tôi đi lẻ ăn trụ nhà nó nè. Đó đó đó. Enemy legendary. Defeat. Defeat. Nghe nãy giờ đi chơi thua không á gì. Ồ, tôi là MVP luôn nghe chưa? MVP đấy. Trở lại nè. Nãy con gái tặng vàng mình xong mình tặng lại nó nha. Buồn vãi. Trời ơi, tôi ngu lắm. Đâu rồi? Con gái rồi. Tặng vàng con gái rồi. Đó, tặng vàng nè. Tặng cái gì nữa ta? Tặng vàng với tặng cái skin rồi. Không có tiền. Đấy. Lần đầu tiên có bạn gái trong đời. Bạn gái trong game. Phải chữ. Nãy là giỡn thôi. Giờ mới chơi thiệt nè. Nãy là chơi giỡn đùa đùa cho mấy em coi thấy vui vui thôi. Em biết rồi đấy. Vô lại đây. Nhỏ này thua mình đứng hạng một luôn ta. Ồ ghê vậy, đồng ba luôn phải chữ. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Trận này cho anh em đoán trước á. Tôi thắng là thua. Không biết nữa. 13 lượt xem. Tôi thấy nguy hiểm. Trận này tôi thắng hay thua anh em? Tôi là 100% là thấy thua rồi đó. Có con đồng hồ hồi sinh nè. Có con ta ra nè. Có con độc nè. Có con choáng nè. Có con Anie nữa nè. Ôi. Phải tem. Tem nó là đầy đủ luôn. Đầy đủ thể loại luôn. Chuẩn bị, 全军出击。
无辜者代言。发起进攻！我就是法律的化身。
哲也会开口说话。好，没地了嘞，都得游泳。An ally has been slain. Legendary. Killing spree. Legendary. 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 Legendary.Your team has destroyed a turret. 为无辜者代言。Legendary.ngu vãi cặc ngu quá anh không ngu quá shut down your team has destroyed a turret ngoài thằng kia anh chiến chứ không phải chữ nói yếu rồi tao nói rồi không thích đau thì mày không làm ăn được cái gì đâu lên thôi cắm mãi càng mày nhỉ nhé con You have slain an enemy. 请求集合。Your time is up. 我方高地防御塔正在被攻击。Your turret has been destroyed.An enemy has been slain. Double kill. Your team has destroyed a turret. Killing spree.An enemy has been slain. 为无辜者代言。Your team has destroyed a turret. Shut down. 我就是法律的化身。Legendary.Thắng rồi nha anh em. Yeah. Trận thắng đầu tiên của tôi. Victory. Trận thắng đầu tiên của tôi. Đù. Ghi ăn 10 chứ không luôn ta. Ghê vãi. Đúng là Managa. Đọc không? Cái gì vậy? Cái gì mà lắm thế?Lịch sử đấu rồi. Thua. Thấy không? Nãy giờ tôi thua không? Có trận thắng. Tối gặp lại anh em nhé.